để chúng ta tới quý vị có mặt tại sân khấu ăn gọi một lời chào thân thương và kính trọng nhất. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và ngày hôm nay thì là một ngày show đi của Nguyên Hương, thì cũng có những người bạn, thì hôm nay thì chị Bình Tinh cũng là một trong những người bạn của em, thì được rất là vinh dự khi mà được đứng tại nơi đây đem bài ca tiếng hát để ủng hộ cho tất cả các em. Và không biết nói gì hơn thì Bình Tinh xin chúc cho Nguyên Hương nói riêng và tất cả các em nói chung luôn luôn sẽ phát triển nghề nghiệp, càng ngày càng hát thật hay, thật giỏi và sẽ sớm sánh bước cùng tất cả các cô chú anh chị để chúng ta cùng hợp sức nâng đỡ cho ngành sân khấu cải lương của chúng ta ngày càng bền vững. Và mãi mãi chúng ta sẽ là một đại gia đình sân khấu cải lương tuồng cổ, và xin chúc cho các em sẽ vạn sự như ý. Xin cảm ơn rất nhiều. Một bài hát đầu tiên xin gửi đến tất cả quý vị, một bài hát rất dễ thương của nhạc sĩ ca sĩ Chế Thanh. Bài hát được mang tên Yêu Chàng Hay Lúa. Xin mời quý vị thưởng thức. Xin cảm ơn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.